Trong khi các dự án đầu tư bất động sản khác tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khá trầm lắng, thì các dự án đầu tư trung tâm hội nghị, tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng quyết liệt với sự xuất hiện của các trung tâm mới. Ước tính sơ bộ, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có khoảng 120 trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn nhỏ. Thị trường hội nghị tiệc cưới được đánh giá là còn khá nhiều tiềm năng và đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu. Hôm 16 tháng 10, Đông Phương Group đã chính thức khai trương trung tâm yến tiệc và hội nghị The Adora Brand View trên đường Ngô Gia Tự, quận 5. Với diện tích gần 22.000 m², bao gồm 7 sảnh tiệc, có sức chứa cùng lúc 5.000 người. The Adora Brand View là trung tâm hội nghị tiệc cưới thứ hai mang thương hiệu The Adora của tập đoàn này. Dự án The Adora mới áp dụng giải pháp sảnh tiệc riêng với các sảnh tiệc là không gian riêng biệt, khép kín, với lối đi và khu vực đón khách riêng. Với dự án vừa đi vào hoạt động, Đông Phương Group đang có 6 trung tâm hội nghị tiệc cưới. Tập đoàn cho biết sẽ khai trương thêm dự án The Adora Premium trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 vào cuối năm nay. Hơn 270 doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia đã đến triển lãm quốc tế Vietwater 2013 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều công nghệ xử lý nước thải và thiết bị xử lý hiện đại từ Đức, Nhật, Singapore, v.v. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành cấp nước, lọc nước và xử lý nước thải. Thế nhưng bên cạnh tác động tích cực về thương mại của sự kiện, điều mà những nhà quản lý cũng như các chuyên gia quan tâm là sự kiện triển lãm này sẽ tạo được tác động không ít đến ngành công nghiệp xử lý nước thải tại Việt Nam hiện nay. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, hiện chính phủ đang có nhiều nỗ lực nhằm tăng khả năng xử lý nguồn nước hiện nay để có thể sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn. Hiện nay thì chính phủ và Bộ Xây dựng hết sức quan tâm đến việc mà sử dụng các công nghệ. Tại lúc ấy, chúng ta thì tài nguyên nước nó là một tài nguyên quý giá cần phải được quản lý, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm. Và tại lúc ấy, nhiều người nghĩ rằng là Việt Nam tài nước rất là sạch. Nhưng thực ra chúng ta hiện nay đang khó khăn về cái nguồn nước, đặc biệt là cái ô nhiễm. Ông Shinyuki Kato, Phó Chủ tịch điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO cho biết, trong quá khứ, Nhật Bản từng gặp những vấn đề về ô nhiễm về nguồn nước trong quá trình phát triển công nghiệp. Kinh nghiệm để khắc phục đó chính là ngay từ đầu cần chú trọng vấn đề môi trường và quản lý nguồn nước hiệu quả. Vấn đề cần làm bây giờ là cần chú trọng đến đầu tư vào công nghệ để giảm thiểu giá thành trong tái chế nước thải. Nhiều người dân sẽ tiếp cận được với việc tái chế nước hơn. Triển lãm nước năm nay dự kiến thu hút 9.000 khách tham quan. Nhiều hãng có thương hiệu trong ngành nước tham gia như là Grundfos, Serumi, Prominent. Sự kiện do công ty UBA Asia, một công ty chuyên tổ chức triển lãm, phối hợp với Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức, Bộ Xây dựng và tổ chức mạng lưới các công ty cấp nước khu vực Đông Nam Á hỗ trợ.